Rồi, ok, thì qua coi sự kiện hộ lực nha. Sự kiện hộ lực này thì tôi đã dự đoán trước rồi. Là sẽ có hai sự kiện thôi, sẽ có hai sự kiện thôi. Một là sự kiện cái nhà xông hơi nha. Một là sự kiện nhà bò xông hơi, hai là sự kiện bắn pháo hoa này. Sự kiện bắn pháo hoa này á là sự kiện này, bắn pháo hoa là sự kiện mà được bên siêu và Nhật nha, bên siêu và Nhật gần nhất là siêu và Nhật, mấy em nào chơi siêu và Nhật á, và tôi đã có review sự kiện này luôn rồi. Và cái sự kiện này chơi mà chuẩn á, cái sự kiện này á, là tại vì ở siêu Việt Nam tôi chưa có chơi, còn ở bên siêu C là siêu Nhật á tôi chơi cho có thôi. Theo thông tin tôi biết á, là mấy bạn nào chơi siêu cái sự kiện hộ lực này bên siêu Nhật á, là hình như là sẽ có lock clone nha, sẽ có lock clone. Rồi mấy bạn nó nói tôi là để trong giai đoạn đầu đây, rồi em làm em chỉ anh chơi cái này, thì chờ mấy bạn chỉ chơi cái này, là cái này sẽ lock clone xong rồi để dùng để boost cái này đó nha, cái dùng cái này để boost thì thứ gì đó đó để chơi cái sự kiện xúc sắc hay là chơi cái sự kiện mặt trượt này nè. Thì chơi trong cái sự kiện này á, là vẫn là được vào phần thưởng là hai vé đen, là hai vé kỳ vật, vẫn là con thỏ. What the fuck, vẫn là con thỏ may mắn kỳ ngộ đủ, tôi ghét con thỏ rồi. Nói chung là nói chung là sự kiện hộ lực này cơ bản thôi mấy anh em ạ. Chơi thì phần quà đánh boss rồi dùng điểm để xả ra. Nói chung là chơi sự kiện hộ lực này khá là chiêu, nói chung là nó không có quà nhiều nha. Sự kiện hồi lần này ra 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 nó êm êm, nói chung là cho ra năm mới thì nó ok thôi. Đáng lẽ là nếu như mà thực sự á, là ra mà để mà chuẩn bùng nổ á nha, nếu như mà ra mà để bùng nổ luôn á, mà siêu nạp luôn á, là nên ra cái sự kiện nên ra cái sự kiện gì xuống nước nóng hơn. Nhưng mà cái sự kiện xuống nước nóng á thì tôi nghĩ là ra chậm, tại vì nếu như mà ra sự kiện xuống nước nóng trong giai đoạn SSR cộng này nó cũng hơi phí. Tại vì trong sự kiện xuống nước nóng bên siêu và chung á, và COC nó ra ở trong thời điểm UR, và nó có bán mảnh vạn năng UR ở trong cái phần cửa hàng. Còn sự kiện này là sự kiện SR cộng thôi, thì ra trong sự kiện Tân Xuân mừng năm mới thì ok, nói chung là cũng được, không sao hết. Sự kiện hộ lực này chơi bình thường như bao sự kiện khác, đánh ải xong rồi đánh boss nhận phần quà xong điểm danh nhận phần thưởng thôi. Nhưng mà tôi thấy thiếu một cái, mấy anh em biết thiếu gì không nhanh, thiếu gì là thiếu cái đáng ra là trong cái phần mà trong sự kiện in game á, mở sự kiện in game á, đây chơi từ từ mấy anh em, trong cái sự kiện in game á, đáng ra nó phải có thêm cái sự kiện kỷ niệm năm, nhưng mà tôi nghĩ đó là chắc sinh nhật nó mới có nha, tôi nghĩ là chắc sinh nhật nó mới có. Thì trong cái phần sổ tay này bây giờ đã ra hết sự kiện luôn nha, toàn bộ đã ra hết sự kiện rồi. Thì tôi tắt cái web cái tôi mở in game. Sự kiện Saitama đăng nhập ok, nạp linh linh nhận nhận skin, rồi sự kiện học lực là bắt đầu từ ngày mai là ra. Ở cái sự kiện lì xì thì bữa giờ nó rớt luôn rồi, không cần chờ, và vòng quay buri buri thì sẽ ra ngày mai luôn. Và cái sự xuất hiện của in game gần như tất cả các hoạt động in game này thì tôi tham vọng thêm một cái nữa, đáng ra tôi nghĩ là sẽ cho luôn cái sự kiện mà điểm danh á, sự kiện mà điểm danh tổng kết năm á, tổng kết năm và nhận được thêm một viên đá luôn. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là cái viên đá đó là chỉ chết sinh nhật thôi nha, sinh nhật năm 2024 mới thì sinh nhật mới có thôi, là chắc chắc đợt này Tết thì chắc như như vậy là ok rồi nha, như vậy là ok rồi rồi đấy. Còn mà khi mà ra định hướng á, hình như là chút nữa khi mà tôi sẽ qua siêu vào chung tôi chết sau. Còn mà khi mà ra sự kiện hụt lực đó thì tôi chơi sau nha, tại vì sự kiện hụt lực này á, là tôi không làm clip hướng dẫn được, tại vì tôi chơi khi mà tôi chơi bên siêu vào khác á, là tôi chơi cho có thôi. Và cái sự kiện hụt lực này là có chích nha, cái sự kiện hụt lực này là có hướng dẫn đàng hoàng với mấy anh em. Cái sự kiện hụt lực này là hình chơi là như là chơi để nhận quà, là hình như là phải có cách chơi. Cái này là như là có một bài ngày xưa các bạn nào bạn viết bên bạn viết bên server trên cái trang cộng đồng nào á, bạn có hướng dẫn cái này nè, hồi xưa tôi có lướt qua tôi có đọc nha. Cái sự kiện này là có để chơi nè, đó sự kiện này là có hướng chơi rồi để mấy em nhận quà trong đây. Ngồi ra thêm một cái nữa thì tôi không biết là đúng mà bạn nghĩ nói là tôi tưởng đâu là ra lại thêm sự kiện thần lượng, đúng không? Tôi nghĩ là đáng lẽ ra là giây phút này nhưng mà ra sự kiện thần lượng thì cũng hơi quá, tại vì bây giờ thời điểm này á, bây giờ thời điểm này mà ra sự kiện thần lượng cũng kỳ, tại vì sự kiện thần lượng nó cho tới ba đá luôn. Nó cho tới ba đá anh hùng, mà mấy con sau toàn là mấy con anh hùng không, mà Rio này đau lộn con MK này, rồi con điên bóng này, rồi nó cho đá anh hùng thì cũng mất doanh thu. Tôi nghĩ chắc UR khi nào ra UR nó mới ra lại sự kiện thần lợn cho mấy anh em siêu mới luôn đấy. Nói chung là sự kiện này thấy ok rồi, chơi tạm mấy anh em đỡ hơn cái sự kiện con thỏ không quạo được rồi mấy anh em. Nhưng mà trong đây vẫn là thỏ may mắn kỳ ngộ mấy anh em, mở ba cái chanh mấy anh em nhận được hai vé đen, hai vé siêu tuyệt kỹ và con rồng này. Thì nói chung năm nay thì nó cũng năm nay thì nó cũng buồn, hơi sự kiện web hơi buồn mấy anh em ạ. Thường thì sự kiện web hơi chán mấy em. Sự kiện web thì năm nay mấy anh em mắc 10 vé đen nha, năm nay mấy anh em mắc 10 vé đen lại 10 vé siêu kỹ. Trong sự kiện event chủ đề thì nói chung là như bao sự kiện hồ lục khác mình không nói làm gì. Còn trong sự kiện web bay là gần như no hope nha, sự kiện web bay là gần như no hope. Rồi tôi không biết là cái tuần ra Tết thì nó sẽ có cái gì hay không, nhưng mà cái sự kiện web bay thì đúng chán luôn mấy anh em ạ.
Tôi tưởng đâu là sự kiện VIP bay ra tù nhân như Húy thì nó sẽ có luôn cái 2 đô, hoặc ít ra nó ra như event sinh nhật luôn nha, nó ra sự kiện sinh nhật luôn là cho mấy ông nạp cái gói promotion luôn, là cái gói đô luôn. Nếu còn mà để cái gói này ngon hay không thì ai không biết. Nói chung là tùy cái này mấy anh em thôi. Người có tiền thì mấy anh em sẽ kêu ngon, còn người không có tiền thì mấy anh em sẽ tùy. Nói chung là tùy, mỗi người sẽ có một cái chính kiến về sự kiện khác nhau. Nhưng mà bản thân tôi thấy về cái việc mà mất đi 10 vé đen lại 10 cái vé kỷ vật này thì nó cũng bình thường nha, nó cũng bình thường nha. Hơi thất vọng một chút thôi, hơi thất vọng một chút thôi mấy anh em. Nhưng mà để mà có một cái event chủ đề lại một cái sự kiện mà nó xuyên suốt nha, gọi là nó xuyên suốt từ từ đầu tháng cho tới bây giờ tháng trong Tết là nó ok hết rồi. Nói chung là cũng 8 trên 10 rồi mấy anh em, không cần đòi hỏi gì nhiều. Ngày mai là quay buri buri, mấy anh em nào gửi gạt thì vô quay. Đấy, ngày mai là sẽ quay buri buri hoài. Mấy 5.000 vé tôi để tôi lấy ảnh này tôi lấy le mấy ông. Để tôi lưu cái ảnh này về tôi lấy le mấy ông. Rồi cái ảnh là mày 5.000, mày 5.000 vé quay vòng quay, mày 10.000, 10.000, 10m, 10 triệu, 10 triệu kim cương. Má ước gì có gạt này test luôn mấy ông à. Đấy, ngày mai là sẽ quay tù nhân Du Hí nha. Đấy, rồi mấy anh em vô ngồi quay. Trong đây quay tù nhân Du Hí thì con tù nhân Du Hí này nó sướng mấy anh em à. Con tù nhân Du Hí này mấy anh em chỉ cần quay vào quá trình 1 thôi là chơi đủ tê. Xong rồi mấy anh em để lấy siêu tuyệt kỹ là chính. Con này chỉ cần siêu tuyệt kỹ là chính. Thì ngồi ra mấy anh em mua trong mấy gói này trong sự kiện. Đấy. Rồi, ok. Đó là về sự kiện hụt lật mới mì. Để đánh giá tổng quan khi mà ra hết sự kiện, toàn bộ sự kiện của game như thế này rồi thì gần như là toàn bộ là tôi thấy ổn. Đối với góc nhìn của tôi thì mọi thứ nó đều ok, 8 trên 10. Còn cái sự kiện web thì tôi hơi thất vọng chứ. Tôi tưởng đâu sự kiện web là nó cũng giống như bao năm trước, cho mấy em thở cập nhật phần quà đồ nhận lì xì thôi. Nhưng mà đợt này sự kiện web hơi căng mấy em ạ. Sự kiện web thì cái này thì tùy thôi, tùy mọi người nhận định sao thôi. Đấy, không nói thêm về vấn đề này. Đấy, ok ha. Đấy là sự kiện One Punch Man Strongest chào đón năm mới năm nhâm thìn. Cái hình này còn lấy lại hình năm cũ luôn. Cái hình này tôi nhớ không lầm là cái hình này là hình năm trước nha. Cái hình này là hình năm trước. Chỉ hai cái hình luôn, hai cái hình như là hình toàn bộ là hình năm trước luôn. Và cái sự kiện web đợt này á, hình như là sự kiện web đợt này á, hình như là làm tối ưu hóa hơn để cho tránh cái trường hợp mà bị lỗi web như mấy năm trước á. Đợt này là làm một mặt rồi nha mấy anh em. Đợt trước là làm web dài lắm, đợt trước là lăn cái web này lăn xuống mấy trang luôn, là ở trên là nào là điểm danh sự kiện nhận móc trang bị. Mất hết lắm em, sự kiện Tết năm 2023 2022 á. Rồi sự kiện nạp điểm danh nhận trang bị nè, rồi sự kiện nhận phần thưởng đẹp móc nè, rồi chia sẻ người chơi nhiều lắm, còn bây giờ thì không còn nữa mấy anh em ạ. Một trang duy nhất thôi. Đó, cái này nói chung là ra để đúng thủ tục là ra có sự kiện web cho mấy anh em chơi thôi, còn lại thì mấy anh em nào có điều kiện tài chính thì mấy anh em chơi. Thì phần quà này nói chung nói gì nó cũng khá là ngon cho sự mới. Rồi ok ha. Còn về sự kiện như mà đã ra hết, đã full rồi nha mấy anh em. Full rồi. Tất cả bây giờ sự kiện đã ra hết rồi đó. Event chủ đề đầu xuân nè, tù nhân Du Hí nè, promotion nha. Khi mà mấy anh em chơi nha, tôi nhớ tôi nhắn mấy anh em lưu ý nha, chơi nhớ đập nha. Mình đập nha, mình lớn rồi. Mình người lớn mấy anh em chơi trên đây gần như là ít nhất là cũng là từ 16 tuổi trở lên rồi, mấy anh em nhớ vô đập thể lệ giùm tôi nha, thể lệ chi tiết nha, đập nha. Đợt này là nạp promotion nha mấy anh em, đợt này làm ơn mấy anh em nhớ nha, là đập là cái gói nạp của nó là gói nạp promotion chứ không phải cái gói nạp thủy tinh, cho nên là mấy anh em nhớ đập giùm tôi nha mấy anh em, đập tiếng Việt nha, đọc giùm tôi mấy anh em trên này. Còn riêng cái sự kiện hộ lực này thì để khi nào tôi có cái bạn đó, bạn nó vô hướng dẫn cái sự kiện hộ lực á, thì tôi sẽ làm cái event chủ đề cái hội xuân này cho nó chuẩn hơn. Tại vì có trong in game thì tôi có thử quà nó có gì, còn ở trên đây thì nó không hiện quà hay gì hết mấy anh em, nó chưa hiện chi tiết. Là chừng nào mà nó ra in game á, ngày mai á, thì tôi sẽ thông báo chi tiết với lại hướng dẫn cụ thể cho mấy anh em chơi. Cái này xưa là nó có cái dùng cái chích gì là phải chơi cái này, xong mà dùng clone để boost điểm lên cho nó ăn được full móc sự kiện luôn á. Rồi ok, đó nói chung là tổng kết sự kiện của năm 20 đầu năm 2024, sự kiện Tết đấy, năm con rồng của bên Silver Việt Nam thì nói chung là tất cả đều ok, 8 trên 10. Sự kiện Tết ai cũng vui, nông dân cũng vui, người nạp cũng vui. Đấy là MK ra ví đen, buri lao động, MK ra ví đen, buri ra tướng dòng quay định hướng. Còn mà khi mà ra ví đen tiếp theo nữa là con chắc chắn là con điên bóng với lại con Tatsumaki. Cho nên cái việc mà đảo lịch ngay lúc này thì mấy anh em có điên bóng để chơi mấy con tướng mà mạnh để mấy anh em chơi led trong meta sau nó sẽ khỏe hơn. Nói chung là ok hết, không có đảo lịch gì ha, nói chung ổn. Mấy anh em chơi, mấy anh em trải nghiệm trong thời gian Tết. Thì trong thời gian Tết á thì có nhiều cái sự kiện đặc biệt trong in game thì mấy anh em vô mấy anh em quẩy thôi. Thì trong in game thì tôi cũng có tạo thêm event thì chắc không cỡ gần chết á, 28 hoặc 29 á, thì khi mà tôi like chắc là tôi sẽ có cái chương trình ai là triệu phú. Thì ai là triệu phú á, thì tôi chắc tôi tổ chức, tôi làm một là file powerball hay là tôi lên cái quýt để tôi làm. Mà cùng cái quýt thì nó không biết cái như thế nào, nhưng mà để tôi coi thử tôi làm biết chắc khoảng cỡ tầm 20 hay 30 câu hỏi đi cho mấy anh em chơi demo cho nó vui, hoặc là tôi tạo cái quiz cho mấy anh em vô chơi trên cái quiz ha.
đấy, trong sự kiện Tết, nói chung là rảnh này,